Chào anh chị đã quay trở lại thị trấn Địa Trung Hải Phú Quốc. Trên màn hình thì chúng ta đang được nhìn thấy một quần thể sân khấu độc đáo bên bờ biển, nơi sẽ diễn ra show Vortex, sự kết hợp của lửa, nước, ánh sáng, đưa 5.000 khán giả đi xuyên giải ngân hà để theo chân cuộc phiêu lưu của anh chàng thanh niên trẻ Luzi, người sẽ cùng người bạn chiến đấu chống lại mối đe dọa từ vũ trụ. Phú Quốc gần đây thì đang trở thành một thành phố có sự sáng tạo bởi rất nhiều những công trình kiến trúc nghỉ dưỡng, bất động sản, giải trí mang tầm quốc tế đã và đang tiếp tục hình thành. Người theo chủ nghĩa Duy Mỹ không ngừng bị hấp hồn bởi thị trấn mệnh danh là Địa Trung Hải tại Nam Đảo. Phú Quốc đang thai nghén một cái công trình kiến trúc xứng đáng là cực phẩm trong làng kiến trúc thế giới, chứ không chỉ riêng gì Việt Nam. Đó là cầu Hôn nằm trong trung tâm của thị trấn Địa Trung Hải. Như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, cây cầu là sự tổng hòa của ba yếu tố kiến trúc, kết cấu và nghệ thuật. Để đến khi thành hình, nó sẽ giống như một tác phẩm điêu khắc hơn là một cây cầu trên mặt biển. Hai nhánh cầu dài 400m tựa như hai dải lụa mềm vươn ra giữa trùng khơi, để lại gần mà không chạm vào nhau. Ranh giới nhỏ bé giữa hai nhánh cầu đó cũng chính là nơi ngắm hoàng hôn lộng lẫy buông xuống biển. Mang đậm tính nghệ thuật từ câu chuyện truyền cảm hứng tạo nên cây cầu cho đến các cái chất liệu xây dựng, hình dáng thiết kế, cầu Hôn được sinh ra để trở thành biểu tượng, một công trình kiến trúc xóa nhòa mọi ranh giới về không gian và thời gian. Với cầu Hôn, thế giới sẽ hướng về Phú Quốc. Bên cạnh đó thì các tín đồ nghệ thuật sẽ lại choáng ngợp bởi tòa nhà Sun Signature Gallery, một đứa con cưng của ngài kiến trúc sư Bill Bensley đáng kính. Vượt qua những công năng của một trung tâm hội nghị sự kiện tầm cỡ thì Sun Signature Gallery giống như một bảo tàng nghệ thuật sống động, nơi trình diễn những cái sự đỉnh cao về kiến trúc, nội thất, hội họa, phong cách mid-century modern, và đôi khi nó rất đỗi là trừu tượng. Ngoài ra thì hiện tại Sun Group cũng đang tiếp tục đẩy nhanh cái công việc hoàn thiện những cái siêu phẩm game cho những người chơi ở Sun World Phú Quốc tại đảo Thiên Đường. Và tất cả những điều trên thì nó đều đóng góp vào cái việc mà Phú Quốc sẽ trở thành thiên đường nghỉ dưỡng với vô số các cái resort đẳng cấp thế giới. Chúng ta có thể liệt kê, đã thành hình thì chúng ta có JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay, New World Phú Quốc Resort, Premier Village Phú Quốc, Premier Residence Phú Quốc Emerald Bay, hay là chúng ta có các cái khu nhà phố thương mại như Shophouse Bạch Kem, Shophouse Địa Trung Hải. Đó là những cái sản phẩm bất động sản nâng tầm cho kinh tế Phú Quốc. Với những cái khu nghỉ dưỡng mới sẽ xứng đáng là siêu phẩm cả về thiết kế, dịch vụ lẫn vị trí đắc địa có 102. Chúng ta có thể kể đến Địa Trung Hải, đó là La Festa Kuro Collection, nằm giữa tại trung tâm của thị trấn Địa Trung Hải và do tập đoàn Sun Group đầu tư kiến tạo, thì La Festa Phú Quốc thụ hưởng trọn vẹn cái vẻ đẹp được ví như thị trấn Amalfi của miền Nam nước Ý, của tổ hợp cùng hệ thống tiện ích công trình kiến trúc du lịch đẳng cấp xung quanh. Đặc biệt là La Festa Phú Quốc và đối diện với chính cầu Hôn, kiến tác sẽ hứa hẹn trở thành một trong những biểu tượng mới của Phú Quốc. Bên cạnh đó thì chúng ta có cáp treo bay trên đại dương, cáp treo Hòn Thơm. Bạn sẽ được chạm vào hòn đảo tỷ phú của tương lai khi Hòn Thơm đang được Sun Group đầu tư trở thành đảo Thiên Đường. Nơi đó sẽ là một siêu tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng tầm vóc quốc tế lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, với những cái trải nghiệm đỉnh cao, dịch vụ siêu sang tương tự như những cái hòn đảo thiên đường nổi tiếng trên thế giới như Atlantic, Monaco hay Maldives. Và hiện tại thì tại thị trấn Địa Trung Hải, Sun Group đang hoàn thiện những cái công trình như Shophouse Center, để sớm đây thôi thì chúng ta sẽ có những niềm vui để tận hưởng hệt như trong một cái câu chuyện bất tận nghỉ lẻ một đêm. Giống như một ngày ở Phú Quốc, bạn sẽ nhận ra thiên đường là có thật. Và thị trấn Địa Trung Hải thì Sun Group đang mở bán những cái sản phẩm như Shophouse Center hay căn hộ Sun World City Hillside Residence. Và anh chị nào đang quan tâm về hai dòng sản phẩm này có pháp lý sở hữu lâu dài
tại thị trấn Địa Trung Hải Phú Quốc, nơi sở hữu những công trình biểu tượng như cầu hôn Kipris, sâu trình diễn công nghệ Vortex, Kid The Star hay là thánh đường nghệ thuật Sun Signature Gallery, cáp treo Hòn Thơm, thì anh chị có thể liên hệ với Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận thêm những thông tin tư vấn các chính sách bán hàng cập nhật từ chủ tư Sun Group. Hy vọng là chúng ta sẽ có các nhà đầu tư tìm đến và sở hữu những sản phẩm cuối cùng tại thị trấn Địa Trung Hải để thị trấn sớm được đi vào vận hành hoạt động. Hiện tại tại thị trấn Địa Trung Hải thì đã có hơn 70 chủ sở hữu đang hoàn thiện những căn shop house của mình để đưa vào vận hành cùng với cái nhịp mà khai trương cầu hôn cũng như là một biển lớn nhất Phú Quốc, đó là Picho Club Phú Quốc, sẽ kéo về một lượng khách rất là đông của thị trấn Địa Trung Hải cũng như là một cú hích lớn cho điểm vui chơi giải trí mới của Phú Quốc. Thị trấn Địa Trung Hải sẽ được nhắc tên liên tục trong thời gian tới đây. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về thị trấn Địa Trung Hải. Anh chị nào đang quan tâm về sản phẩm shop house tại thị trấn Địa Trung Hải, căn hộ Hillside thì anh chị có thể liên hệ với mình qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.